lấy nhiều phấn bạc. Cái này 3 cân chú ạ. Quá rồi, còn mấy quả rồi. Thế mai ha. Tên Mỹ đi. Thank you.
chị em mời đâu nhưng em đã lấy đâu. Thôi em đi lấy chị em không đi. Thích ơi. Em mời. Đi chính nha. Anh lấy mấy cân? Lấy cho chị 5 cân. Bắt tiền cân em ơi. 10.000. Bảo cháu chọn 5 cân. Lấy nhiều phấn bát đây anh ơi. Ok. Bơi. Được chưa, để lấy được chưa? Bát cho đây ạ. Cho cô 2 cân. Rồi rồi, đợi cháu tí nhé. Được. Nhặt sớm mà nhặt hết cái ngon rồi. Cũng nhìn nhau hết rồi, cũng lấy rồi, cô có chọn đâu. Thế bà chị cũng lấy, lấy chị ngay, chị chọn cho. Chị lấy túi ra lấy đi. Không, cái đó 2 cân rưỡi. Đấy, cho bà 3 cân đi. Cho bà đủ 3 cân ạ. Chị không ăn à? Không. Giờ ra chị bán cho cái máy quay đồ chơi đấy. Cái đấy 3 cân chú ạ. Đâu rồi, anh thử thêm 2 cân chị ơi. Cái mất tính 2 cân, nó thế ạ. Chạy ạ. Chị lấy được 4 cân đi. Nhặt vào. Đây đang cầm nó. Nhặt túi chỗ vào bên này. Cơ hở hát được. Còn đá cho em đấy ạ. Mua đi. 4 cân chị ạ. Được chưa? Xong đến lượt. Đây đây. Vâng, chị đợi em một tí. Cứ từ từ buộc. Lấy cái vỏ bằng vàng ấy đúng. Cái vỏ bằng vàng. Đây đây, đây cân đây chèm vào bằng này. Không được là cho vào. Còn cái này bao nhiêu? Dạy cháu một tí nhé. Từ đã. Từ hoa lấy cho. Bao nhiêu? Chị cái này thì quá là. Cái này phải làm hai má. Thank you.
xoài ngọt. Chị ơi cân cho em 3 quả này với ạ.
Thank you.
Thank you.
Đấy ngay, cái này
Thank you.
Chung vào xếp hàng chung. Xong rồi cho luôn cửa sổ. Để cô sắp xếp lên. Cháu sắp xếp vào nhá. Vâng. Có phụ nữ trực tài và chào mời anh em. Gì mà mày sấn cửa sổ mày xem nhé.
nhỉ? Hoa đâu bên thứ mình ăn không ạ? Hoa đâu thứ mình nhé. Như thế tăng kiểu đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng rồi, ai ta. Máy điện tử hai này có điện hai rồi một câu cắt đầu cái này đó để hết đi hết luôn đây đây còn đây này tiền tử đâu đây đây mày nhìn này rồi các bạn này chị cho Đức lên view nhanh hơn Thank you.
Cô có cái phiếu mày sao vậy? Ờ, mày hả? Mày cho phiếu. Ờ, cái phiếu. Ờ. Mày sao đi xe kêu cái hả? Ờ, ờ, phán này cái, phán này cái. Dân tàng sủa đấy, giàng xí.
Ôi chỉ lô. Ăn đây. Tôi thấy khá ăn thế không mà thấy vô lưu mà họ quan kệ. Ấy là quan mới qua. Thì cáo một lúc. Để thử lại cái táo tao ạ. Này cái con đảo á. Mới qua là được đã. Để giờ tao lại nhìn hết qua. Nó gắn tiểu.
mấy ăn? Tên Mỹ đi. Anh cho mấy bữa nay cơ mà.
Có mấy mì nào nó dừa đấy. Nó dừa phải 50 khái. Đây cân 6 rồi. Chẳng chảy ấy. Mấy con 5 cả ăn chắc. Đây bánh cân gì lúc. Đây lúc lúc. Rồi ăn ở đây đi.
9.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rưới tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm phong phú nhất, sẽ rất phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, song chảo, bát đĩa, sấy tóc. Thank you.
tiếng này. Thank you.
Thank you.